xíu lang thang trên ánh mắt buồn mệt nhoài của em. Em rất buồn vì em không biết đi đi về đâu. Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em quá cơn đói từng ngày. Vì em không cha, vì em đã mất mẹ, thương đau vẫn là đau thương. Em mơ một vì sao sáng dẫn lối em trên đường đời. Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ, đã lâu rồi em đã không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha. Giọt lệ em tôi rơi hòa tan với nỗi buồn bước đi trong chiều mưa. Không có tình thương.
tình thương bằng lòng nhân ái. Hãy lau khô những giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim, trái tim người Việt. Con làm sao bạn này lại khóc cái này? Cô thấy bạn nào mắt cũng rưng rưng, ngân ngấn nước mắt. Các con mấy tuổi? Dạ con 10 tuổi ạ. Con 10 tuổi ạ. Con theo cô là khoảng tầm 9 ạ. Từ 9 đến 10 tuổi đúng không? Các con làm cho chú và hai cô cũng rất là có một cái cảm giác rất là đặc biệt, cái cảm xúc rất là đặc biệt mà chính các con đã truyền cái cảm xúc đó cho các cô chú ở đây. Các bạn đã chảy nước mắt rất nhiều, đặc biệt là bạn rất là xinh đẹp mà tôi rất là ấn tượng bạn. Tôi nghĩ là một nghệ sĩ cái cảm xúc là vô cùng quan trọng. Có thể trong cái bàn biểu diễn của mình đôi khi nó có những cái sạn, nó có những cái vụn, những cái cảm xúc nó đầy tràn thì nó lấp đi tất cả cái điều đấy. Thì các con tất cả là 8 con đã làm được cái việc đấy. Chú rất vui và rất là tự hào về các con đã yêu cái tác phẩm này và thích. Với chú thì chú nói thêm một chút là phải nói rằng là cô giáo ấy, dàn cái bài này rất tốt và các con phải luyện tập rất nhiều với có những động tác santo như là nhảy rồi lộn rất là đều. Cảm ơn các con. Cho cô hỏi một chút được không? Bạn đang cầm mic ở giữa này, là tại sao con khóc? Cô nhìn thấy con là người khóc đầu tiên trong 8 bạn. Tại vì con xúc động quá. Thế tại sao mình lại xúc động? Tại vì con nghĩ đến những em bé mồ côi không có cha mẹ, cần sự giúp đỡ của xã hội. Thế còn em bé bên cạnh, tại sao con khóc?